chào cả nhà đã quay lại với kênh của Nha Khoa An Nha. Hôm nay thì ngồi bên cạnh mình đây là Trúc Cương. Vâng, chào chú. Chú có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình được không? Ở bên nước ngoài về thì cũng thấy Anna thì cũng hợp lý thì cũng đến thấy rau răng thì cái răng của Anna thì thấy tốt đẹp. Cái răng ban đầu của chú Cương thì con có nhớ là hồi trước là chú Cương đã có từng đeo hai hàm răng mất rồi. Dạ thì không biết là cái răng đó của mình vì sao mà mình làm lại cái hàm mới chứ? Thì nói chung bên Mỹ thì có làm cái đây cũng 2-3 năm. Thì nó đi lên một xuống một hồi nó hẹn xong rồi bị chặt quá thì nó hở coi như nó hở mà nước bọt nó là nó hơi ót thì lúc nào mà không có được tốt của là nó thì thấy nó lên xô lên thì thấy Anna thì mình thấy lý hợp thì đó cái làm thì thấy có lý thì anh em nào có dịp về Việt Nam đó thì đến đây tham khảo thì được thì làm được thì thôi thì không ai nói buộc. Dạ. Đây thì tôi thì thấy hợp thì tôi làm. Đúng rồi, đúng rồi, chúng tác. Dạ chú ơi, thì không biết là hôm nay là khi mà con đã gắn cái răng cho chú rồi á thì đến giờ là mình cũng có đeo và mình cũng có ăn thử thì không biết là cái hàng này chú đeo chú có thấy thoải mái không? Thì nó thoải mái nãy giờ nhai qua nhai lại thì đưa qua đó là thì hai bên cả ngoài cả trong luôn đưa thì thấy nó êm thì không biết là hay cái nó ở lúc mình về nó có bị gì thì đương nhiên thì chắc nó phải có chắc chắn là nó sẽ có rồi đó có lúc thì phải lên sửa tại vì khi mà làm cái hàm thống tất cả nhà thì khi mà bất cứ một khách hàng nào cũng vậy hàm mới thì khi mà mới đeo vô á thì nó sẽ có phải ghé để chỉnh cỡ một số lần có thể là người thì một lần hai lần đúng rồi thì 2-3 lần tại vì mình phải về mình ăn nha thử thì mới biết được là cái hàm của mình á nó có còn cỡ hay không đó thì cái đó là khi mà mình giao hàm đó thì bắt buộc là mình sẽ ghé lại con để chỉnh thì hôm nay thì con cũng đã giao cái răng cho chú luôn rồi đó là hôm nay cười ra được cười rất là đẹp và tự tin ha. Dạ thì khi mà chú đeo cái hàm này rồi á thì mình về mình chịu khó là mình ăn đồ ăn á mình sẽ nhai từ mềm lên trước mình con nha cho nó quen cái hàm trước và nếu như có còn cỡ thì chú cứ ghé lại bên con để bác sĩ chỉnh thêm cho mình hay chú ha. Dạ thì cả nhà ơi chú Cương á thì không những là làm có mình chú Cương với gia đình luôn cả nhà cũng đúng rồi giống như giống như family đấy đây là family giờ thì ông đi về thì cũng thấy hợp thì cũng đấy anh ạ. Em hỏi là bữa giờ đã thử cắn người chưa ạ? Có thử cắn ai chưa? Mới ra sao dám cắn? Ồ vậy hả? Tối nay mới cắn này. Tối nay mới cắn hả? Là mình phải thử nha. Cắn đúng thử rồi. Có đau không? Đau đúng thì rồi. mới đúng là răng nha. Đúng rồi. Chú bảo là chú cắn xương cọp. Cắn xương cọp. Dạ. Nãy trước khi đi á bà xã nói thôi, ông đi cũng ráp răng á, thì rồi ở nhà mua cái xương cọp để về cắn thử. Vậy đó. Nó ok. Không nhưng mà phải ăn được đã nha. Con hiểu là đẹp thì đúng nhưng mà bên em chú trọng nhất là ăn phải ăn nhai tốt. Đúng. Đó. Đúng như điều đó. Tự nhiên đó. Dạ. Phải khỏe cho được chứ. Mấy ăn gì rồi? Ăn bò lá lốt với thịt. Được chưa? Được. Nhai nãy giờ. Nãy giờ ngồi đó ăn đó. Dạ. Có đưa chú lông bia không? Dạ có cô. Lông bia mình ăn thì mình phải có lông bia để đi kèm với cô. Cũng đã nói bỏ bia rồi, nhắc bia rồi. Dạ, cảm ơn anh. Cả một gia đình yêu thương, tin tưởng về anh Ma. Là mấy người ta, nhà mình mấy người làm răng? Nhà mình là đi 6 người, nhưng mà một chú thì không có kịp thời gian để làm cho chú, nên là có 5 người. 5 người làm răng? 5 người đúng rồi. Dạ. Hai vợ chồng kia với bà Kỳ đó, với... Cô Duyên nè, cô Duyên nè, chú Thanh nè, dạ. Chú Cương. Ngoài răng ra còn con bà thêm được gì không? Trời bao nhiêu kia cho anh chị. Có da, có môi, có chân mày gì nữa không? Có rồi, cắn cái gì. Dạ. Làm vừa vừa có bà con cô bác nghĩ là mình về đó mình tào cô chú anh chị. Đúng rồi, đúng rồi. Mềm chút. Mềm không có rồi không có cứng. Chứ cứng luôn là sợ. Cái này là tụi con muốn là cô chú về đây là cô chú phải đẹp tại vì đẹp từ trong ra ngoài luôn. Đúng rồi, trong ra ngoài thì đúng. Đó là phải cẩn trọng một chút. Có nghĩa là vào đây mới đầu là nó sẽ dùng làm cho răng khô. Nó bắt đầu là ăn nhai ok rồi, bắt đầu có niềm tin rồi, bắt đầu nói dụ qua tới mỹ phẩm.
xong rồi dụ qua lưới phun môi phun mày. Đúng rồi. Nên nó bị dính rồi đó. À, dính trưởng rồi. Rồi vậy ta nói mày cũng rộng. Đúng rồi, dính trưởng rồi. Với lại nguyên tắc bên em là vậy, không có dùng dần. Ừ. Đúng rồi, từ từ từ. Đúng đúng đúng. Từ từ mình dụ dần. Ờ đúng rồi, bò dưới rùa xong rồi đầu nó lên tới nóc. Đầu tiên là cái răng thì mình tập trung vô cái răng là cho ok, ăn ngay ok rồi bắt đầu mình lần lần bắt đầu có niềm tin rồi nè. Xong bắt đầu chuyển qua bên kia. À chuyển lên môi phun chân mày. Đó. Xong rồi bắt đầu tới mỹ phẩm luôn. Đó, luôn rồi lên mấy dèm á, luôn hết mỹ phẩm rồi đó. Xong. Xong cái mỹ phẩm bắt đầu là con dẫn qua bên shop thời trang để giải có chứ dạ. Được á. Dạ, được. Vậy đèn ông làm được không? Dạ, được. Mẹ hả? Dùng mỹ phẩm thôi với cho nó chống lão hóa rồi này kia, cho trẻ trung cái làn da đâu thôi. Dạ. Nhưng mà em thấy anh như vậy là đẹp rồi, không cần làm gì thêm nữa đâu. Được. Dạ. Được rồi. Thì chưa đi tự tin quá giờ làm thêm. Dạ. Để mấy cô mà đi. Rồi. Giữ nguyên, giữ nguyên, giữ nguyên. Bởi sao tao không cho gì Việt Nam đúng không? Không, mình trốn vậy. Dạ. Nói thôi anh đi đây chút là trốn. Cái bà kiếm, kiếm không có kiếm thì nó ở Việt Nam mà lỡ rồi. Đó, mua vé thì. Dạ. Không, nhưng mà cái răng anh là bữa trước là bên Mỹ rồi đúng không? Đúng, ở bên Mỹ thì đây vì nó làm trong cái Covid thì bắt đầu nó bị cục trà thịt á. Dạ. Hai cái hàm nó không có khít. Nó ngồi khớp xong ở dưới nó bị hở xong rồi đi lên đi tới đi lui mệt quá rồi mới mới ăn công an bị làm thôi bỏ. Dạ. Không có chỉnh nữa lâu lắm đắt thế nên cũng khoảng hai năm ăn nhai không được luôn. Không, cứ bắt đầu sụp vừa cứ để trong túi rồi mà để vô một tiếng mà đang làm á là hỏi. Vậy đúng rồi, quá trời nói tại vì cái hàm dưới của chúng nó rộng quá. Khi mà chú đeo vô á thì chú nói chuyện nó cũng đã đẩy cái hàm ra rồi. Ừ, đúng rồi. Chú đeo còn cái hàm bên Mỹ là lần đó là làm hết nhiêu tiền? Ừ, vô cũng hai ngàn. Hai ngàn mà ăn nhai không được. À dạ, gọi như là chỉ để sơ cua thôi, lâu lâu giao tiếp rồi kia cái mình để răng vô thôi. Đúng rồi. Còn về anh em là tổng thiệt hại cái hàm này bao nhiêu? Đừng này nửa tỷ. Hả? Nửa tỷ. Nửa tỷ luôn hả? Là quy ra như tiền Việt không? Nó không biết tiền sao thì không quy ra tiền Việt mình có tiền Việt là gì? Nè, cái hàng của chú thì... Hàng của chú ngàn đô, rồi đi. Ngàn đô hả? Nói mắc quá mấy cô chú anh chị nghe từ không ai dám về luôn. Thì cái hàng của chú làm gì à? Nếu mà tính theo đô Mỹ thì khoảng tầm hơn 1 ngàn. Chính xác là tiền Việt Nam là nhiêu? 28 triệu. Hai mươi tám triệu. Là chất liệu răng gì? Răng của chú là răng của Đức. Đức. Thì nói chung là ở đây thì có nhiều loại răng, anh tiền nào thì muốn thích răng nào thì túi tiền theo túi tiền. Không, nhưng mà cái quan trọng nhất là phải ăn nhai ok nghe. Ok. Xíu nữa ăn cho em thêm mấy món nữa. Ờ đúng rồi. Thích món gì cứ ăn đi, xong rồi coi cái chỗ nào mà còn cộm còn cứng gì em chỉnh một chút cho nó xong. Yeah. Chứ răng cao lắp là phải chỉnh nó, chứ không có phải là để vô một cái hàng nghe kêu đâu. Anh cháu mua cái gì kìa, xin gom hay là da cọp đó, da cọp nhai nó mới đưa lại cũng được. Ở quanh quanh đây có nhiều món ngon lắm, có đặc sản Cần là bánh cuốn rồi này kia. Ừ, kia mua đi rồi đi. Yeah. Phở rồi ăn thố. À phở thố trong đó phải không, ngon phải không? Ừ, ngon. Túi tiền nó hơi ở đây thì túi tiền chắc không dám. Dạ. Nợ 200 mấy. Dạ là anh ăn tô đặc biệt rồi. Vậy hả? Người ta có tô 6 mấy ngàn, 7 mấy ngàn, mình ăn cái tô 200 mấy là ăn tô đặc biệt rồi. Vậy hả? Đúng biết rồi. Dạ. Vô cứ nói đặc biệt thì không thôi. Thì đó, ăn cái tô đặc biệt nhất. Thì thấy cái bill thì tưởng lên là 100. Dạ. Thế tôi đưa ra thế mình cũng quê thật, cũng đưa 200 để ra thấu. Dạ. Nó chưa đủ chú ơi. Để móc cái tờ xanh ra thối. Trời ơi. Vậy là hơi tốn kém à. Đi thử răng như vậy là hơi tốn kém à. Cái răng cái răng á, thành ra là anh thấy nó chưa có tự nhiên cho lắm á. Đúng rồi. Mình cứ nói chuyện rồi từ từ cái mai mốt cái giọng mình nó cũng đỡ lại. Tại vì anh để lâu quá, đi giữ cái hàm này lâu quá. Quan trọng là nó phải chính xác rồi anh ăn nhai ok. Không có bị đau là được. Ồ,
ơi, một lần nữa thì gọi là biết ơn đến sư phụ Khương Dừa rất là nhiều. Anh cứng của Khương Dừa Channel đúng không anh? Đúng. Nguyên cả gia đình luôn. Đúng rồi, cả coi như nói chung Khương Dừa với coi giờ lính của Khương Dừa cái chỗ nào ăn coi hết. Liên quan đến Khương Dừa là coi hết. Có hết, bạch qua rồi cũng bự bự hết. Trang rồi coi ma mi lùm lum. Suốt rồi nghĩ coi như bà xã tôi coi xong rồi đến tôi đi tôi làm về tối bạch lên coi chút. Vậy là có nhiều clip là cày tới 2-3 lần đúng không? Cày luôn, trời quá trời luôn. Ở vậy á, cả nhà mình á khi mà về nhà Anna là phải cẩn trọng nha. Càng yêu thương Khương Dừa, càng quý dung nhan dung vẻ thì càng phải cẩn trọng. Ở đây nó sẽ có những cái thủ đoạn như sau. Rồi đúng rồi. Thứ nhất, nói, đúng nó rồi. Sẽ tư vấn làm răng. Đúng. Chưa nhắc gì đến mỹ phẩm hay là cái gì đúng rồi, chứ đâu mà tập trung làm cái răng trước. Răng sau khi mà răng mà im ok. Bắt đầu là cần cảm giác là con bé Nguyên này nè. Nó sẽ giới thiệu đến hôn xăm chân mày. Sau khi mà hôn xăm chân mày xong thấy đẹp quá, đầu dẫn qua mỹ phẩm là chốt thêm mấy bộ mỹ phẩm nữa. Vừa rồi chốt với chúng ta như là 4 bộ, 5 bộ gì đó. 4 bộ, 5 bộ luôn rồi hả? Trời ơi, bà xã mấy chị đi phải không? Sách về, tôi làm về. Mà còn ghê nhất đó, đó chính là hả? Xài cái chiêu là chấm đồi mồi, chấm tàn nhang và bắn nước kia miễn phí. Trời ơi, mà miễn phí xong đó là mua mỹ phẩm luôn. Đó, anh thấy không? Được, rồi. Được. Được hả? Đó, cái kiểu coi như ở... coi như đá qua liền dính cửa luôn. Dính cửa luôn. Bởi vậy phải nói là phải cẩn trọng khi về Anna. Những cái chiêu thức này là ở đây là con bé Nguyên biết là theo thân thiện những cái kiểu sẽ xài thường xuyên, đặc biệt là những cái lúc mà dung nhan dung vẻ không có nhà. Có dung nhan dung vẻ còn này giữa hình không có, không bao giờ không có tư vấn bán hàng gì đâu, không bán hàng gì luôn, không bán gì luôn. Nghe nói trên công cũng muốn vô lắm. Làm MC nữa rồi. MC nữa hả? Vừa rồi thì sao không thấy? Vừa rồi đi đâu? Tuần rồi hả? Tuần rồi em bận. Nói chung dạo này có công việc gia đình với lại cũng nhiều việc nữa, thành ra là một tháng em xuống phụ 2 lần. Thấy mấy người đi vui quá, cái này nó trời vui quá trời. Vui quá hả? Bữa đó xuống ngồi ở hàng trên không? Bữa đó gia đình. Đó là hàng thứ nhì. Hàng thứ nhì. Dạ. Thì cũng có. Dạ. Thì... cũng là hàng hàng VIP ở trên á. Dạ. Thì đó. Cũng thấy vui quá trời. Dạ. Ca. Ca không? Từ này đã trở lên về nhà coi như kinh doanh tư vừa cho nó. Đặc biệt là anh chị mà thương dung nhân dung dẻ nhớ bình luận vô là Khương Dừa ơi cho 4D hát nhé. Nâng cao cấp. Thôi chú chứ đừng làm như chú để các bạn đang nào còn về làm răng nữa. Mình cứ trả bộ bình luận như vậy đó là biết đâu một ngày nào đó anh Phương sẽ cho em hát. Đúng rồi, thấy nhiều người thì bắt đầu ý kiến rồi hay cho lên liền. Đúng rồi. Và đứng lên khó hát. Thế nói dung chân dung vẻ thì hát hay mà sao không cho lên thì để đề nghị vô là bốc lên liền. Xong rồi chấm cái bình luận đó giữ đúng rồi. Đúng rồi, rồi cho bằng chứng. Coi. Đúng rồi. Em gửi quà. Thấy chưa? Cho liền. Đi cái đường này là của chuột đó. Người ta coi như anh em trong nhà giúp nhau. Của chuột gì? Đúng không? Này còn đi đâu hả? Có giờ đi chuẩn bị đi thăm nghệ sĩ Thanh Điền. Một lần nữa thì gửi lời biết ơn đến sư phụ Khương Dừa rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các anh chị đã yêu thương, tin tưởng, ủng hộ nha khoa Anna, cũng như là ủng hộ dung nhan dung vẻ, ủng hộ mỹ phẩm, ủng hộ bà Thiêu thân thiện trong cái vụ mà phun xăm, ủng hộ quần áo. Nói chung là đó một số cái thủ đoạn nó hơi tinh vi một chút khi mà mình bước vô nha khoa Anna. Đặc biệt là lỡ mà đặt cái tình cảm cho dung nhan dung vẻ rồi á, càng cần phải đề phòng nữa. Bởi vì nó chỉ cần làm tốt cái răng thôi, bắt đầu nó sẽ dùng lần từ mà đâu vô tóc rồi người ta sợ. Đúng. Để đây từ từ bỏ. Mưa dầm thấm đất. Đúng rồi. Cái chiêu này là chiêu xài thường xuyên tại nhà dung nhan dung vẻ. Đặc biệt là cảm giác con bé Nguyên, con bé Kiều là thiêu thân thiện rồi đó.
hẹn chi phải vô nguyên chú nhưng mà chú công nhận là cô chú tới đây xong đi về ai cũng đẹp lắm. Để phim đẹp làm gì đúng không chú? Nên bà xã nó bán mấy rụt lúc rồi giờ nhiều khi đe về gõ thấy bà khác tưởng em nào đâu nằm kia bên ở đấy. Dạ nói chung là đàn ngang nút rùi đồ mồi gì đó thì bên Dung Nhan Dung Dẻ xử lý miễn phí nha nhà. Và đặc biệt nữa là khi mà xử lý xong như vậy thì mình có thể yêu thương mua ủng hộ bộ mỹ phẩm được rồi. Chứ còn mình đi mấy cái thẩm mỹ, mấy cái spa, mấy cái thẩm mỹ viện khác là tính tiền đó, cũng nhiều tiền á. Thành ra là hoặc là không mua mỹ phẩm thì cũng được, không sao hết, cứ đến Dung cũng sẽ xử lý. Nhưng mà nếu mà mua mỹ phẩm thì Dung sẽ vui và hạnh phúc hơn. Dạ rồi, vui hơn nhiều hơn nữa. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ đó thì như vậy đó. Rồi cảm ơn quý bà con cô bác. Và đặc biệt là khi mà về đến An Nam mình đặt lịch thăm khám cũng như là chụp phim hay gì đó thì tất cả đều là miễn phí nha cả nhà. Sau đó là bác sĩ sẽ lên phác đồ, rồi sẽ lên cái lịch trình cũng như thời gian và cái chi phí thì mình cảm thấy phù hợp, mình cảm thấy tin tưởng, mình cảm thấy yên tâm á, thì mình hãy đặt lịch và mình cứ được làm. Thì cái lúc đó mình mới bắt đầu xuống tiền đó. Đúng rồi. Dạ. Xuống đường. À, không 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 không. Xuống tiền thôi, xuống tiền thôi chứ còn chưa có xuống đường nha. Dạ. Thì làm răng thì mình tập trung vào cái đầu tiên là ăn nhai cho nó tốt. Nhưng mà kế đến thì phải đẹp, phải thẩm mỹ nữa. Dạ thôi một lần nữa thì biết ơn sư phụ Khương Dừa cũng như là biết ơn tất cả gia đình mình cũng như là bà con cô bác đã yêu thương ủng hộ. Dạ. Cảm ơn.